sang khu trưng bày cái hoa mai vàng. Cái bên đây bông hoa bự quá các anh chị. Hoa rất là nhiều cánh các anh chị. Nhìn giống y chang như hoa giả vậy đó. Cái này là giải bà. Hoa rất là nhiều. Chúng ta sẽ xem là cái hoa mai màu trắng. Lần đầu tiên Tú cũng được thấy cái hoa mai màu trắng này các anh chị. Lúc trước tôi cũng có nghe nói nhưng mà chưa bao giờ được thấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi khuôn viên tạo đàn để xem mọi người chơi hoa ha. Ở bên kia có một cái vườn cây hoa nó màu tím, tôi không biết cái cây gì, chúng ta sẽ xem. Mai xanh. Mai xanh các anh chị. Ngộ quá ha, lần đầu tiên tôi mới thấy luôn á. Mai cũng xanh, mai xanh. Nguyên cẩm rừng. Bên đây có cái cây gió rồi rất là đẹp các anh chị. Rất là đẹp.
rất là đẹp các anh chị. Chúng ta sẽ lên cao và đứng ở trên cao quay xuống khuôn viên của tàu đoàn. Bên kia là khu trưng bày cái xíu. Somehow.